Xin chào tất cả các bạn và chào mừng đến với Phê Phim. Mình là Jay đến từ V-Review. Các bạn thân mến, MCU đã có một hành trình 10 năm thật thành công với những nhân vật như Tony Stark hay Steve Rogers. Và chỉ còn một vài ngày nữa thôi là phim Avengers Infinity War sẽ công chiếu và chúng ta sẽ được chứng kiến một sự kiện mang tính lịch sử. Và để chào đón cột mốc quan trọng này, hôm nay mình và các bạn sẽ cùng nhau điểm lại lịch sử của MCU từ những ngày đầu tiên nhé. Ở khởi đầu của vũ trụ, khi các sinh vật và giống loài phát triển, các Celestials hình thành và Ego sinh ra nhận thức của mình. Những mảnh vụn từ sự sống trước còn lại trong vũ trụ này cô đặc lại thành 6 khối quyền lực và thất lạc trong vũ trụ bao la. Vài thiên niên kỷ sau, Ego bắt đầu công cuộc đi gieo mầm sự sống của mình cho vũ trụ. Khi các vị thần ra đời và kỷ nguyên khai sáng bắt đầu, loài Dark Elf đã khám phá ra được sức mạnh của khối Ether và muốn dùng nó để chiếm đóng cửu giới. Tuy nhiên, các vị thần Asgard được dẫn đầu bởi Bor Bursen đã chặn được kế hoạch của chúng và khối Ether bị thất lạc trong cửu giới. Một thời gian sau, khi Odin nhậm chức làm vua của Asgard, ông và con gái đầu của mình là Hela đã thống nhất cửu giới và ngự trị trên vương quốc vàng của mình. Tuy nhiên, khi Hela bành trướng sức mạnh một cách quá mức, Odin đã buộc phải sử dụng quyền lực của mình và nhốt cô vào một chiều không gian riêng. 965 năm trước công nguyên, loài người khổng lồ băng chiếm đóng Midgard và Odin đã xuống đây để cứu trái đất. Cuộc chiến kết thúc khi Odin nhận con trai của Lofri là Loki về nuôi để làm hòa giữa hai tộc người. 600 năm trước công nguyên, Odin để lại khối Tesseract ở trái đất để cất giữ. Năm 1940, thanh niên yêu nước Steve Rogers tham gia dự án Super Soldier rồi trở thành Captain America. Red Skull tìm được khối Tesseract và bắt đầu công cuộc thống trị thế giới. Trong cuộc chiến chống lại phát xít và Red Skull, bạn thân của Captain America là Bucky Barnes đã rơi xuống vực sâu và mất tích. Kết thúc cuộc chiến, Red Skull bị khối Tesseract cuốn đi, sau đó khối này cũng bị thất lạc dưới đáy Đại Tây Dương. Còn Captain America đã cùng máy bay chở bom rơi xuống Bắc Đại Dương. Năm 1945, Howard Stark tìm được khối Tesseract dưới đáy biển. Năm 1963, Howard Stark cùng Anton Vanko sáng tạo ra Arc Reactor, một nguồn năng lượng xanh dành cho thế giới. Năm 1975, tập đoàn Stark được khánh thành và Howard Stark khởi nghiệp với Arc Reactor mà ông ta đã lấy của Anton Vanko. Năm 1980, Meredith Quill gặp Ego và sau đó bà đã hạ sinh cậu bé Peter Quill. Năm 1987, Hank Pym, một tiến sĩ trẻ của S.H.I.E.L.D. đã sử dụng bộ đồ công nghệ mới của mình để tham gia nhiệm vụ mật thám tại Berlin, Đức. Và từ đây, Ant-Man ra đời. Bộ đồ công nghệ này sau đó đã được tái bản và hai vợ chồng nhà Pym là Hank và Janet Van Dyne cùng nhau trở thành các đặc vụ mới cho S.H.I.E.L.D. và tham gia một nhiệm vụ khác tại Xô Viết. Tuy nhiên, chính trong nhiệm vụ này, Janet đã thất lạc trong thế giới lượng tử. Năm 1988, cậu bé Peter Quill chứng kiến cái chết của mẹ mình và chạy trốn khỏi bệnh viện để rồi sau đó bị Yondu cùng đoàn Ravagers bắt cóc lên vũ trụ. Năm 1989, Hank Pym rời S.H.I.E.L.D. đồng thời đem theo công thức của bộ giáp thu nhỏ bí mật cho riêng mình. Năm 1990, Carol Danvers cùng Nick Fury khám phá ra các loài sinh vật ngoài hành tinh mới có tên là loài Kree và loài Skrull. Sau đó, sự kiện Captain Marvel xảy ra. Ngày 16 tháng 12 năm 1991, The Winter Soldier ám sát Howard Stark và vợ ông trên đường. Năm 2003, giáo sư Bruce Banner cùng Betty Ross được giao nhiệm vụ xây dựng lại dự án siêu chiến binh để tạo ra Captain America thứ hai. Vụ bom gamma nổ ra và Bruce bị biến thành người khổng lồ xanh. Bruce sau đó đã trốn khỏi tầm kiểm soát của chính phủ. Năm 2008, Tony Stark bị bắt cóc bởi hội The Ten Rings và đã trốn thoát nhờ bộ giáp Mark I. 9 tháng sau, Tony có cuộc chiến đấu với Ironmonger, sau đó tự công bố mình là Iron Man. Tối hôm đó, Tony gặp được Nick Fury và được ông cho biết về dự án Avengers của mình. 3 tháng sau, Tony Stark gặp tướng Ross và cho ông biết về dự án mà anh đang cùng Nick Fury xây dựng. 3 tháng kể từ cuộc gặp mặt giữa Tony và Nick Fury, Bruce Banner mất kiểm soát và trở thành Hulk. Tướng Ross đuổi theo và tấn công anh tại Road China, Rio de Janeiro. Trong lúc đó, Nick Fury được thông báo là Tony sẽ chết trong vòng 72 tiếng. Vì thế, Nick đã gửi đặc vụ Romanoff đến để giám sát Tony. Trong thời điểm đó tại Monaco, Tony Stark bị tấn công bởi Whiplash, con trai của Anton Vanko. Anh ta muốn trả thù nhà Stark vì đã ăn cắp công nghệ Arc Reactor của cha mình. Sau vụ việc tại Monaco là một tuần vất vả của Nick Fury. Ngày thứ hai, Rhodey và Tony đánh nhau sau tiệc sinh nhật của Tony. Rhodey bỏ đi cùng bộ giáp Mark II rồi đem nó đến không quân Mỹ và gặp Justin Hammer. Nick Fury thì đến gặp Tony và trao cho anh thuốc tiêu độc cùng với đoạn băng của Howard. Ngày thứ ba, trên Asgard, Thor được Odin trao cho quyền làm vua. Đêm hôm đó, sự cố trong hầm Odin xảy ra và Thor đem quân đến tấn công Jotunheim. Trong lúc đó, tại trái đất, Tony đang xem lại đoạn băng mà Howard Stark gửi cho mình. Ngày thứ tư, sáng hôm sau, Tony lấy lại bản thảo của cha mình và tạo ra một Arc Reactor mới.
Trong lúc đó, trên Jotunheim, Thor thất thủ và Odin đã phải cứu cả đoàn. Nhưng ngay sau đó, anh đã bị Odin đẩy xuống Midgard, trái đất. Bruce Banner thì đang chạy trốn đến Đại học Culver. Đêm hôm đó, Tony và bộ giáp mới xuất hiện tại Hammer Expo để cứu mọi người cùng War Machine. Tại đây, Tony Stark gặp chú bé Peter Parker đang đeo mặt nạ Iron Man. Sau đó, đặc vụ Coulson chuyển từ Malibu đến Roswell để xử lý tàn tích cuộc chiến giữa Iron Man và robot của Hammer. Sau toàn bộ những sự việc này, đặc vụ Coulson được tin báo về một chiếc búa lạ xuất hiện tại New Mexico. Trong lúc đó, Jane Foster và giáo sư Eric nhận được tín hiệu lạ từ sa mạc. Tại đây, họ vô tình gặp được Thor và đã đưa anh vào viện để cứu chữa. Thứ 5. Bruce Banner trở lại phòng thí nghiệm cũ của mình để tìm cách chữa bệnh Hulk nhưng không thành. Bolonsky cũng được tiêm huyết thanh siêu chiến binh vào chính tối hôm đó. Bruce Banner sau đó đoàn tụ với Betty Ross, còn Thor thì lao vào trạm nghiên cứu của S.H.I.E.L.D. để lấy lại chiếc búa của mình. Tại đây, Thor đã gặp lại Loki. Sau khi được Eric kéo ra khỏi trạm nghiên cứu, Thor đã giải thích cho Jane về cửu giới trong vũ trụ. Ngày thứ 6, Tony được Nick triệu tập để bàn về vấn đề cá tính của anh. Trong lúc đó, tại New Mexico, Thor đoàn tụ với bạn bè và chiến đấu với bộ giáp Destroyer. Sau khi chiến thắng, anh trở lại Asgard và chiến đấu với Loki. Kết quả là cầu Bifrost bị sập và Loki rơi vào không gian vô tận. Trong lúc đó tại trái đất, Bruce Banner bị tướng Ross mai phục tại Đại học Culver. Bolonsky bị thương nặng sau trận chiến này. Coulson và S.H.I.E.L.D. phải dọn dẹp tàn dư trận chiến của Thor tại New Mexico và đã lấy được bộ giáp Destroyer. Ngày thứ 7, Nick Fury họp toàn bộ hội đồng S.H.I.E.L.D. và chuẩn bị cho vấn đề ngoài hành tinh sau khi Thor và Loki xuất hiện trên trái đất. Chủ nhật, Bolonsky trở thành Abomination và Banner phải biến thành Hulk một lần nữa để cản hắn. Trận chiến tại Harlem nổ ra. Sau khi bị đánh bại, Bolonsky Abomination được tướng Ross đem về, còn Bruce chạy trốn đến Calcutta. Loki tái xuất trên trái đất để chuẩn bị cho kế hoạch tấn công của mình. Giáo sư Eric được giao cho khối Tesseract để nghiên cứu nhưng bị Loki kiểm soát. Nick Fury tìm thấy cơ thể của Captain America và đem về S.H.I.E.L.D. để hồi sức rồi đưa Natasha Romanoff đến Calcutta để tìm Bruce Banner. Một thời gian sau, Captain America tỉnh dậy, cơ sở của S.H.I.E.L.D. bị Loki tấn công và sự kiện Avengers bắt đầu. Sau cùng, Loki bị bắt về Asgard và Thanos được phe The Other báo tin từ trái đất rằng Loki đã thua và hai viên đá vô cực của trái đất đã thất lạc. Năm 2013, 3 năm sau sự kiện Avengers, Thor trở lại Asgard và bắt đầu công cuộc dọn dẹp cửu giới. Tony Stark thì bị chấn thương tinh thần sau sự kiện Avengers và lúc đó cũng là thời điểm tên khủng bố Mandarin xuất hiện. Sau khi Tony Stark tìm được danh tính thật của Mandarin, trận chiến giữa binh đàn sắt và đội quân Extremes xảy ra. Sau cùng, Tony đã phẫu thuật tháo khối Arc Reactor và những mảnh đạn trong ngực mình ra và quyết định nghỉ hưu. 6 tháng sau, lũ Dark Elf tái xuất và Thor phải đối mặt với nguy cơ cửu giới bị hủy diệt. Trong khi đó, Jane Foster thì bị ảnh hưởng bởi khối Ether. Thor đã phải đưa Jane về Asgard để chữa trị và cuộc chiến trên Asgard xảy ra. Mẹ của Thor bị giết, rồi Loki cùng với Thor đi chống lại Malekith của Dark Elf. Cuối cùng, tên Dark Elf cũng bị đánh bại và khối Ether được các Asgardians đem đi giấu tại kho của The Collector. Năm 2014, Captain America khám phá ra sự thật về S.H.I.E.L.D. và The Winter Soldier xuất hiện để ám sát Nick Fury. Steve Rogers đến đây cũng đã biết được The Winter Soldier chính là Bucky, người bạn thân bị thất lạc từ năm 1940. Vì S.H.I.E.L.D. đã bị Hydra khống chế, Steve và Natasha cùng người bạn mới là Sam Wilson, The Falcon, phải cùng nhau hủy diệt cả S.H.I.E.L.D. lẫn Hydra để cứu thế giới. Cuối sự kiện, Bucky nhận ra được danh tính của mình và trốn khỏi tầm kiểm soát của chính phủ. Trong khi tất cả những chuyện này đang xảy ra, thì Peter Quill tìm được một khối cầu nhỏ thất lạc ngoài vũ trụ. Khi đem khối cầu đi bán, thì anh đã gặp Gamora, con gái của Thanos, cùng Groot và Rocket, một con chuồn biết nói và một cái cây sống. Sau đó, họ bị bắt lại và gặp Drax the Destroyer, người có mối thù cực lớn với Thanos và Ronan. Thanos ra lệnh cho Ronan đem khối cầu về cho hắn, nhưng Ronan đã phản bội Thanos. Trong lúc đó, nhóm lông bông này đã trở thành những người bảo vệ vũ trụ và chống lại Ronan trước khi hắn sử dụng viên Power Stone nằm trong khối cầu để hủy diệt Xandar. Cuối cùng, viên đá quyền năng được trao lại cho đội Nova bảo vệ. Groot dù đã chết trong sự kiện này, nhưng đứa con dễ thương của anh là Baby Groot đã ra đời. Hai tháng sau, các Guardians trong nhiệm vụ bảo vệ các viên pin của người Sovereign đã gặp được Ego, bố của Peter Quill. Trong khi trò chuyện tâm sự, Peter nhận ra cha mình là một Celestials và chính là người đã giết mẹ của anh. Cuộc chiến giữa các Guardians và Ego nổ ra. Rất tiếc, Yondu đã hy sinh sau cuộc chiến này. Đến năm 2015, các Avengers đã tìm được tung tích chiếc gậy mà Loki đã sử dụng khi chiếm đóng trái đất năm 2012.
Sau cuộc chiến với Hydra và cặp sinh đôi quyền lực, các Avengers trở lại căn cứ và Tony Stark đã sử dụng chiếc gậy để tạo ra Ultron, một trí tuệ nhân tạo nhằm mục đích bảo vệ trái đất. Tuy nhiên, Ultron đã không tuân lời Tony mà trở thành mối nguy mới cho nhân loại. Trong hành trình bành trướng sức mạnh, Ultron đã mở ra viên đá Mind Stone từ trong chiếc gậy của Loki và tạo ra Vision. Trong lúc đó, Thor có được tiên đoán về cái chết của Asgard. Các Avengers khám phá ra Hawkeye không vô sinh và sau đó cuộc chiến giữa đội Avengers mới với Ultron nổ ra tại Sokovia. Cuối cùng, Quicksilver hy sinh, Hulk thì bay ra ngoài vũ trụ và lạc vào hành tinh Sakaar của The Grandmaster. Còn Thor trở lại Asgard để chuẩn bị cho cái kết của dân tộc mình. Hai tháng sau sự kiện Sokovia, Scott Lang ra tù và trở lại với cuộc sống tội phạm của mình. Trong một lần cướp vặt, anh đã gặp Hank Pym và biết được câu chuyện của ông. Scott Lang sau đó trở thành Ant-Man mới và cùng với Hank Pym ngăn chặn kế hoạch quân sự hóa công thức thu nhỏ của ông qua bộ đồ Yellow Jacket bởi Darren Cross. Đầu năm 2016, sau sự việc tại Sokovia, Liên Hợp Quốc đưa ra hiệp định Sokovia và muốn kiểm soát các Avengers. Trong thời gian này, Stephen Strange đã gặp tai nạn giao thông và bị hỏng đôi tay có 102 của mình. Trong lúc đó, Hiệp điện Sokovia đã chia các Avengers thành hai phe và đỉnh điểm là sau vụ khủng bố tại Hội nghị Liên Hợp Quốc với nghi vấn Bucky là người đứng sau vụ khủng bố này. Black Panther của Wakanda đã tham gia vào cuộc truy đuổi Bucky Barnes. Đến tháng 6 năm 2016, cuộc nội chiến nổ ra và các Avengers tan rã. Với lần đầu tham gia cuộc chiến, Peter Parker được Tony Stark tặng cho bộ đồ Spider-Man đặc biệt. T'Challa đưa Bucky và Captain America về trú ẩn tại quê hương Wakanda để chữa bệnh cho Bucky, rồi sau đó đi tìm Nakia, hồn thể tương lai của mình. Một tuần sau cuộc nội chiến, T'Challa trở về Wakanda và nhận chức làm vua. Tuy nhiên, anh nhanh chóng gặp phải khó khăn của một nhà vua trẻ khi người anh em họ thất lạc trở lại và tuyên chiến trực tiếp. Anh đã bị đánh bại và phải nhờ đến sự chung sức của tất cả các bộ tộc anh em mới chống lại được Eric Killmonger. Dù chiến thắng, nhưng T'Challa vẫn không thể chối bỏ được quan điểm của Eric và sau đó đã mở rộng biên giới Wakanda cho thế giới và mở cửa cho người tị nạn đến với vương quốc của mình. Tháng 11 năm 2016, bác sĩ Stephen Strange sau khi trải qua vài tháng tìm phương pháp cứu chữa cho đôi tay của mình đã tìm đến Kamar-Taj. Tại đây, anh đã học được ma thuật và phát hiện ra sức mạnh điều khiển thời gian của chiếc vòng cổ đặc biệt có tên Eye of Agamotto. Cũng từ đây mà anh tìm được cách chống lại Dormammu trong thế giới của hắn sau đó. Đến đầu năm 2017, sau khi tạm thời đánh bại được Surtur, Thor trở lại Asgard và phá được vỏ bọc của Loki, rồi hai anh em cùng nhau đi tìm Odin. Trong hành trình này, anh đã được Stephen Strange, lúc này đã là pháp sư bậc thầy, giúp tìm lại cha mình. Tuy nhiên, sau khi tìm được Odin thì ông đã không còn nhiều thời gian. Sau khi Odin qua đời, Hela đã thoát khỏi sự giam cầm. Chính cô ta đã đánh văng Thor và Loki ra ngoài vũ trụ và khiến họ bị tắc lại ở Sakaar. Cùng lúc đó tại trái đất, Peter Parker bắt đầu khám phá ra nhóm tội phạm ngầm của Vulture và cố gắng báo cho Tony Stark biết. Tuy nhiên, vì sự chủ quan của mình, Tony đã không giúp Peter và để cậu bé một mình chống lại tên tội phạm mới này. Peter đã học được một bài học mới về giá trị trách nhiệm và quyền lực, còn Tony thì đã chế tạo xong bộ giáp mới cho Peter và bản thân. 3 tuần kể từ khi rơi xuống Sakaar, Loki gặp lại Thor khi Valkyrie bắt được anh bên bãi rác rìa thành phố. Cuộc chơi của Grandmaster nổ ra và Thor cùng Hulk sau đó đã phải chiến đấu để giành được sự tự do. Sau cuộc chơi không hồi kết, họ lập nên nhóm Revenger và thoát khỏi Sakaar để trở về Asgard đối mặt với Hela, giờ đã thống trị hoàn toàn vương quốc này. Đại chiến giữa vị thần búa và vị thần chết nổ ra và kết quả là Asgard bị hủy diệt bởi Surtur, còn Thor cùng thần dân của mình bay ra ngoài vũ trụ tìm một nơi trốn mới. Và đây cũng là lúc họ gặp tàu Sanctuary 2 của Thanos. Vừa rồi là toàn bộ hành trình của MCU kể từ những mốc đầu tiên của vũ trụ cho đến nay. Sắp tới, chúng ta sẽ có sự kiện Avengers Infinity War và Ant-Man and the Wasp. Avengers phần 3 này được các nhà làm phim thông báo là sẽ xảy ra khoảng 3 năm sau cuộc nội chiến Civil War, còn Ant-Man and the Wasp thì có vẻ sẽ xảy ra ngay sau cuộc nội chiến này. Để biết rõ hơn thì tất nhiên là phải đi xem phim rồi phải không nào? Còn giờ thì đây là tất cả những gì chúng mình có thể biết được. Còn vài ngày nữa thôi là Avengers Infinity War sẽ công chiếu toàn cầu rồi. Các bạn có hào hứng không? Nếu đây là lần đầu tiên các bạn đến với Phê Phim thì đừng quên bấm like và subscribe cho chúng mình nhé. Và nếu các bạn thích sự xuất hiện của mình trên Phê Phim thì cũng đừng quên cho chúng mình biết ý kiến của các bạn trong phần comment bên dưới nhé. And that's all for today. I'm Jay from V Review. Bye!